Thưa quý vị, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào sử dụng nhiều ứng dụng về đất đai, mang đến nhiều tiện ích cho cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Cái ứng dụng này sử dụng như thế nào? Mời quý vị theo dõi clip hướng dẫn sau. Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trên thiết bị di động cho phép người dân tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng được thiết kế dạng app điện thoại, chạy được trên cả hệ điều hành của Android và iOS. Với hệ điều hành Android, người dùng vào cửa hàng CH Play gõ chữ Quy hoạch Bà Rịa chúng Tàu. Khi ứng dụng hiện ra, người dùng chỉ việc tải về và sử dụng. Tương tự, với hệ điều hành iOS thì người dùng vào Apple Store để cài đặt. Ngoài app cài đặt trên thiết bị di động, ứng dụng này cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http 2 2 chéo s o t n m t gạch ngang dũng tàu gov vn để tra cứu người dùng chỉ việc nhấp chọn vị trí mình cần tra cứu sẽ hiện ra toàn bộ thông tin quy hoạch về khu đất đó ứng dụng còn cho phép người dùng định vị bằng gps tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại vị trí đang đứng ứng dụng tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, giúp người dân có thể phân biệt được số giả hay thật khi ở nhà. Người dân doanh nghiệp có thể truy cập thông qua địa chỉ ứng dụng sotnmt bà rịa gạch ngang dũng tàu gov vn tra cứu gcn hoặc ứng dụng trên điện thoại di động tra cứu thông tin pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tra cứu người dùng chỉ cần nhập mã số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ứng dụng sẽ hiển thị kết quả các thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp bao gồm số hiệu, số seri, ngày ký, người ký, ngày trả, số vào sổ, thửa đất, tờ bản đồ. Nếu không tra được thông tin, người dân nên tìm hiểu tính xác thực của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Ứng dụng quản lý khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, tra cứu về các thửa đất công trên địa bàn tỉnh thông qua ứng dụng này trên trang thông tin điện tử của sở để tìm hiểu, đầu tư và giám sát các quỹ đất công. Sau khi truy cập vào ứng dụng, người dân chỉ cần nhấp vào vị trí hoặc địa chỉ đất cần tra cứu. Ứng dụng sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan đến khu đất đó, gồm quy hoạch, chủ thể đang sở hữu khu đất, diện tích, loại đất, ngay trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường, người dân dễ dàng nhìn thấy một đấu giá đất công nằm ở vị trí dưới cùng bên phải. Khi truy cập vào ứng dụng, người dân có thể thấy danh sách 18 khu đất được đưa ra đấu giá. Chọn khu đất cần tìm, ứng dụng sẽ hiện ra đầy đủ thông tin về khu đất đấu giá như diện tích, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, hình thức sử dụng, giá dự kiến đấu giá. Với ứng dụng này, các doanh nghiệp đang có ý định đầu tư vào Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có thêm thông tin và thêm cơ hội thuê đất.